Và ok, xin chào anh em nhé. Thì mình là Hưng, thì trong video lần này mình sẽ support cho anh em một cái build của bắp, đó chính là cái build EK hiện nay. Thì về cơ bản á, trước khi vào video thì mình muốn nhắc nhở các bạn là cái build này của mình rất là cầu kỳ nha, tại vì nó rẻ tiền cho nên là nó cũng không có nhiều ưu điểm lắm, được cái là nó dễ chơi thôi. Rồi, nhưng mỗi lần thì mình đã thu trước rồi thì bây giờ mình phát lại và vừa xem vừa giải thích cho các bạn nha. Thì đầu tiên thì mình đã chuẩn bị một cái map có con block đó. Thì tại sao thì con block nó khá là trâu, thì mình sử dụng cái build này thì mình test đam luôn và mình xả tới khúc đánh con boss luôn đi. Rồi, sớm rồi đây. Rồi thì trước khi vào đánh con Warlock thì nó sẽ xuất hiện boss của map, là map boss này là map team 15, mình đã roll quality cho nó cao á, trăm mấy luôn á. Rồi đây, tốc độ đánh thì khoảng cũng không nhanh lắm nhưng mà tầm khoảng 10 giây là ok rồi. Rồi tiếp theo thì vô đánh con Warlock luôn. Con này nó trong bốn con đệ của con Syrah thì cũng khá là trâu. Nó vừa rồi cái build mình có 3k máu nhưng mình đỡ được một cái đòn đánh của nó, mình không chết là được. Rồi thì do cái này là đam đốt cho nên là nếu mà nó bị đánh đó, nó sẽ đốt theo thời gian nha, chứ không phải là nó sẽ giựt máu nhanh. Đây mình đánh 2-3 cái là nó tự đốt rồi, nó tự chết luôn đó. Thì về cơ bản thì mình chết trên BOB phần mềm tính đam thì nó khoảng 2 triệu đam nha. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ soi đồ luôn. Do cái build này của mình build tầm khoảng, nếu như mà anh em build thì theo mình thì mình build tập 5 divide đó. Rồi đầu tiên là do cái chiêu EK là một cái chiêu mà physical damage cho nên là mình sẽ lấy cộng 3 physical damage, và nếu mà nó nằm đốt đó, thì cần fire damage. Đó thì cây gậy là mình mua khoảng 20 cc à, mình không có cần linh luôn, mình gắn game cho mình xài. Tiếp theo là cái dây chuyền là mình chỉ lấy cộng 2 level thôi, còn những cái chỉ số còn lại là miễn mà nó không bị trừ nhiều quá ảnh hưởng là tới cái build là được. Rồi trên dây chuyền mình có Anoy là một, thêm một kết là dùng 3 con Anoy đó, nó cũng khá là tốn kém. Những cái dây chuyền này mình mua 50 trao và thêm 150 trao là tầm khoảng 20 200 trao mới được cái dây chuyền. Rồi tiếp theo là cái bao tay, tại vì mình cần đi một kết để sử dụng cái bao tay này. Cái bao tay này nó sẽ tính một kết là Temple Trara, là làm chậm quái và nổ quái khi chết đó. Thì mình cần đi một kết để xài cái kết lửa, là cái kết trên chiếc nhẫn này nè. Đó là khi anh em tung đòn ra là anh em sẽ kết làm cho con quái giảm kháng lửa. Rồi cái nhẫn này thì anh em có thể mua hoặc là ráp đập fossil cutter trên cái bay nhẫn của lốc khi level cao một xíu nha, 80 trở lên hay sao á, hay là anh em mua 85 86 vẫn chắc, và anh em lên chợ mua thẳng luôn. Rồi thì tiếp theo thì những cái đồ còn lại như là nón, anh em có thể lấy mana reserve hoặc là chủ yếu là cấp red cấp máu cho thôi. Rồi đai cũng vậy luôn, lấy chỉ số máu red dài thì anh em có lấy sẵn một cái bay là ignite, có nghĩa là khi mà anh em gây đam lửa đam đốt á, thì nó sẽ nhanh hơn chút xíu 7%. Còn lại thì anh em gấp máu gấp tốc độ chuyển chỉ số xài thôi. Vì cái nhẫn này thì nó tầm khoảng 10 cc thôi, nó rẻ, anh em cứ lựa hai dòng cuối á, dòng tăng đam và dòng dòng tăng fire red. Tại sao thì tại vì nó cấp red cho nó dễ thôi chứ không gì. Rồi em thể mana reserve đang lửa nào cũng được, nhưng mà nhẫn này mình mua khoảng 10 cc nó rẻ quá. Và tiếp theo thì về bộ game chính nằm ở trên cái áo. Thì cái áo thì anh em lựa cái áo mà nó không bị ảnh hưởng nha, tại vì cái áo này là một cái loại áo mà nó sẽ cộng 2 level cho game anh em để ý vào, nhưng mà phải group mới xài được. Tiếp theo là cái dòng cuối cùng đó, nó sẽ anh em phải lựa, anh em lựa cái dòng là không bị ảnh hưởng nha. Có nhiều số dòng như bà Loot Legit đó, là anh em xài là anh em phải xài máu đó, cho nên là nó sẽ rất là khó xài, anh em phải lựa đúng màu nha, tại áo này là không thể thay đổi màu.
Rồi tiếp theo là cái hai cái viên mà Bottle và Cardon Dip là chắc chắn là trong viên này các anh em phải xài đó, tại vì anh em chết nhiều lắm nếu mà anh theo anh em chơi không kỹ là anh em chết, thì có ba cái máy máu à, thì nếu mà anh em đi 10 máy chắc chết cũng lần hai lần á. Rồi tiếp theo là một cái bộ game chính của nó, thì đó chính là cục ồn bô, anh em mua 21 không cũng được, nó rẻ 10 c cái. Rồi chiêu này chiêu EK nè, nó thuần physical luôn, nhưng mà mình chuyển qua bên fire damage mình xài cho nên nó sẽ thành đập đốt. Rồi là cấp 33 luôn, chủ yếu là build này là tăng cấp cho chiêu EK này lên cấp độ cao nhất có thể thôi. Rồi empower thì do ảnh hưởng của cái áo thì được thêm 2 level, nó sẽ cộng cho cái viên game là 4 level, level 3 thôi, 30 c. Đó, viên Edit Fire Damage này anh em mua 21 không cũng được, mới đầu anh em mua 21 không cũng được, không cần mua Awakened đâu, Awakened thì 150 c, còn nếu anh em mua 21 không thì 10 trao. Đó. Tiếp theo thì viên Daily thì anh em mua 21 không cũng được, nó cũng không ảnh hưởng nhiều, viên Sweep cũng vậy. Đó. Thế rồi tiếp theo là một cái chiêu là Lip Lam và Fast Attack, là mình để mình di chuyển đó, mình nhảy nhảy nhảy. Rồi, Immortal Con, Cast Mantis Grand Dam để phòng thủ thôi. Elytra thành mua chơi cho vui thôi chứ cũng không cần, không tốn nhiều mana lắm. Rồi mình xài là Heroic Ability để tăng More Physical Damage, Clarity để hồi xíu mana để xài cho một Mana Vulin là tăng Damage Overtime. Tiếp theo là Heroic Back là một cái chiêu mà phụ Lia và tăng đam rất là cao. Rồi, tiếp theo thì tới truy thôi, anh em cần một cái con nhân vật là Twitch và chuyển hệ đó, thành đang đó mình anh em nâng theo giống mình vậy đi, nó sẽ tăng đam. Rồi cái truy nâng bày nâng giống giống vậy, thì những cái điểm to thì anh em lấy fire damage over time, rồi physical convert sang fire damage. Đó. Hơi đau họng. Tiếp theo thì anh em xài một cái viên lật dầu view là physical damage và 3 nốt, anh em ghi giống mình nó thì nó hiện ra đó, thì những cái nốt này nó sẽ tăng physical damage thôi, và sau đó nó còn bọt sang fire damage thì xài cũng ok, nó rẻ. Một cục như vậy thì tầm khoảng 60 c, mình mua trên chợ là 60 c. Rồi viên tiếp theo là viên medium thì anh em xài là Burning Down, và một cái nốt quan trọng là hôm mà sao mình chuyển qua cái này làm khi mà cục bách trai này tầm khoảng 60 c nữa, thì là một cái chiêu Malevolent anh em bật lên, anh em sẽ đi đam hiện nay nó nhanh hơn nha, 15%. Mình mua khoảng 60 c luôn. Một cái nốt quan trọng trong viên medium mình nãy mình mới nói là Fen Flame, là khi mà anh em đốt á, thì nó sẽ lan sang con khác luôn, cái nốt là một cái nốt bắt buộc phải có nha. Rồi những cái nốt còn lại thì anh em cứ làm cho dam overtime rồi dam đốt nó cao hơn thôi. Hay những viên medium thì mình xài 2 viên lặn, còn lại thì cứ gắn medium thôi. Anh em coi những cái nốt này anh em ghi theo, cái lúc mà mình không có tiền á, mình gắn cái viên cooldown overtime này luôn thì nó sẽ mất một nốt đam nhỏ, nhưng mà bù lại nó vẫn giống hai cái nốt đi đam khác thôi. Đó. Thì cái cooldown này bữa đó mình mua có 20 c à, tại lúc mới build á, build rẻ. Rồi những cái cục any view, những cái cục mà view bình thường á, mình lấy đam overtime máu và tắt bít để mà nhảy cái chiêu lip lam nó nhanh thôi. Nếu như mà anh em không lấy máu, anh em muốn đam á, thì anh em lấy overtime rồi đam đi faster thôi, là cái dòng cuối á. Rồi mình lấy thêm ma tách bit để mình nhảy nhanh hơn, di chuyển liên máu nhanh hơn, farm profit cao hơn, vậy thôi. Thì tổng kết cái build này cho anh em thì nó tầm khoảng khởi đầu thì tầm khoảng 2 device thôi là anh em đủ chơi rồi, sau đó là anh up lên từ từ tới cái build hiện tại của mình là khoảng 5 device á. Thì nó một số cục mình thừa thừa mình gắn gam cũng không cần nữa, thì anh em nào theo cái build của mình đó thì có thể xem những cái clip trước mình
hướng dẫn farm thì cái build này thì nó farm theo những cách đó rất là ngon. Mình farm cũng được khoảng 3-4 divide một giờ đó. Rồi những bình máu, bình lá thì anh em lấy những cái bình mà kháng này kia thôi. Rồi banhon thì anh em lấy kháng đóng băng là được. Rồi, bye bye anh em. Thì anh em nào có thắc mắc thì cứ bình luận ở phía dưới, cái BB mình để dưới luôn nha. Rồi, thank you anh em nhé.